cầu nguyện của bạn cái nấm bẩm, nhưng mà cái nấm bẩm xác định là cha có đặc trưng đó, thì tôi cho cha điều chuyển để dòng để sang chiều từ khu không tốt đi ở chỗ đó. Và điều con cũng về đây cũng xin trình bày diễn cha và xin cha tạo điều kiện chúng ta còn được nguyện cái nguyện ước duy nhất trong cuộc đời của con. Cuối cùng con xin là cảm ơn cha rất nhiều, cảm ơn cha đã quả trọng mọi người. Thôi bây giờ để cụ thể đi. Thì khi cha Long đến đây thì chúng tôi đã giao chiều pháp phòng cho cha rồi. Bây giờ thì hôm nay giao chìa khóa của cái phòng còn lại, như là phòng nhà nguyện, như nhà ăn, phòng khách, để cha có thể tiếp khách quý vị đến đây ha. Thì đấy thì xin giao lại cho cha. Và thôi chúng ta xin Chúa chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Xin hiến kính với cha, xin dạy con chúng con xa hiểu vất vả chia bé, xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Vì Ngài được sai đến thế nhân chiến khắp nơi xa xôi, vì Cha sai đến để đưa về đoàn chiên duy nhất, thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban thánh linh của Ngài hiện gần chúng con trong Chúa. Xin hiệp nhân chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhân chúng con như Ngài hiện đến với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ, xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Chúc xin cho giám đốc ban phép lành, chúng con một lần nữa cảm ơn đức giám đốc đã thương cho chúng con được về đây. Chúng con xin hết lòng cảm ơn, cảm ơn cha giám đốc đã đón tiếp chúng con với tình của một người không phải là một người giám đốc mà một người anh, một người bạn. Và chúng tôi cũng xin lỗi tất cả mọi người, cả xin lỗi cho giám quản, tất cả những linh mục trong suốt thời gian vừa qua đã làm cho các cha phải bận tâm, phải vất vả, phải lo nghĩ nhiều về con. Hôm nay con đã về đây được bình an và con đã được cha giám đốc đón tiếp với tất cả anh em, và con cảm thấy quanh con là những người đó đã hết lòng vì lòng thương xót Chúa. Con xin lỗi các cha trong suốt thời gian qua, các cha phải bận tâm lo nghĩ để viết lách nhiều chuyện về con. Hôm nay mọi sự đã khép lại trong lòng thương xót Chúa của bình an. Con xin cha chúc lành để khép lại tất cả những gì đã qua để chúng ta bắt đầu bước vào một cái trang sử mới. Cha Long xin cho chúc lành, nhưng mà tôi cũng muốn cha Long cùng với tôi chúc lành cho anh chị em. Nhưng mà trước đó thì xin mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta nắm tay nhau đọc cái lễ cha. Nhau đây tôi chia tay, hãy qua từ đó cùng qua trong phút giây. Thank you.